Đó, gió chưa chưa kịp chạy là gió đã lên tốt rồi. Sao đi cha? Từ từ cho nó tụt xuống. Gió nó bị ấy hả? Yếu hả? À, để từ từ mình bước ra nha. Nghe chạy lên kìa phải không? Ủa không phải. Ồ. Mới 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 vừa lên, mới vừa hỏi xong. Chào anh em. Gặp lần này chứ? Gặp rồi, bữa trước nguyên Đang ban ngủ nè. anh em á. Hello. Hello. Đấy kìa, xa xa là chùa Linh Ứng. Và một bạn đang bay qua. Thành phố Đà Nẵng rất là đẹp, dưới những cái tới quá đẹp đám mây. Đẹp thiệt. Mình đẹp ghê chứ hả? Nhìn bữa nay trời mây mình lên tuyệt vời luôn á. Bộ dù bay Sơn Trà Đà Nẵng. Ồ, gió đẹp quá ha. Rồi lướt luôn. Gió này là chỉ cần một bước mấy bước là đi thôi. Đẹp quá rồi Bình ơi. Rồi. Rồi quá tốt luôn. Mây bay đỉnh núi rất là tuyệt vời luôn. Đây là đỉnh Sơn Trà. Let's go. Chúng ta xuống hố đây. Bây giờ nó cứ để phải đây, nhìn tượng Phật mà bay về hướng tượng Phật. Toàn ơi, Toàn ơi. Dương ơi, rẽ phải đây, rẽ phải. Rồi nó nhìn tượng Phật bay về. Bay về phía tượng ấy. Chạy. Fail rồi. Mày nhớ anh này không Toàn? Mày bay cho vợ ảnh còn ảnh mà xuống với chủ tịch xuống hố đấy. Mày nhớ anh này không Toàn? Mày bay cho vợ ảnh còn ảnh mà xuống với chủ tịch xuống hố đấy. Bây giờ quyết tâm lại phải không? Quyết tâm lại. Lao mạnh lên, chạy nhanh lên. Hay quá vậy. Bay vòng. Thủy rẽ phải. Rẽ trái là bay vô trong rồi. Mây đẹp quá ha. Mây đẹp ghê luôn. Cái này quay xuống có đẹp à, dưới thấy mây nó bay quá trời kìa. Tâm ơi, em bay trong này, đi Tâm đừng nhường đường cho Thủy đi. Ồ, mây Sơn Trà đẹp quá luôn kìa. Thủy ơi, em rẽ phải đi Thủy ơi. Em rẽ phải mà ai đâu. Ồ, đẹp quá hả? Thôi, dự kiến của nó là bay về để hạ cánh mà. Ồ, gió mạnh ghê không? Em dù bay đang bay ở đỉnh núi Sơn Trà. Hôm nay thì trời đẹp nhưng mà rất là nhiều mây mù ở phía dưới, rất là nếu mà ở trên cao quay xuống thì là tuyệt vời luôn. Đó,
Đó, anh này, anh này đang là đang trở quay trở lui lại nè. Mây mù đã ghê. Mình ngó đó thôi chứ đang nằm ở giữa núi á. Ê Bình. Ờ mày đẹp quá luôn á, quay phim ra đẹp quá luôn á Bình ơi. Yeah, yeah. Okay, okay. He flies helicopter. Yeah. Yeah, yeah. No, he's a helicopter pilot. Yeah, yeah. Okay, okay. He flies helicopters. Yeah. Yeah. Very, very good. Yeah, yeah. So, yeah. Try some. Chụp cũng được. Chụp được không? Yeah. Đó, chụp đi. Chụp tấm đi. Okay. Ok rồi chạy. Anh lên. Anh cứ xoay người đi. Ok rồi chạy. Anh lên. Đi vô đây. Hello, đây là Bình với Bình đang bay trên dù bay trên đỉnh núi Sơn Trà. Cảm giác thật là tuyệt vời. Bay trên dù bay trên đỉnh núi Sơn Trà. Cảm giác thật là tuyệt vời. Phải nói là quá đã luôn. Ở dưới chân là núi Sơn Trà, trước là hồi nãy là mình đang chụp đạn bọc ở phía dưới, bây giờ là mình ở trên. Nãy giờ là đang chụp bọc ở phía dưới đó, bây giờ là bay lên trên rồi. Xa là bán đảo Sơn Trà và chùa Linh Ứng, tượng Phật Quan Âm phía xa, và xa nữa là thành phố Đà Nẵng. Lát nữa là mình sẽ lái dù về hướng thành phố Đà Nẵng. Phố Đà Nẵng nhìn từ trên cao thật là đẹp. Và chính vì vậy chúng ta mới thấy được là chúng ta phải yêu thiên nhiên như thế nào và yêu cái thành phố Đà Nẵng của chúng ta.
thanh dưới 12, 15 phút thì có gió. Ví dụ như lúc ra là người ta đem một bài cái này cũng mềm hay nào. Gió thì tốt, cái này mình quạt này. Lâu lâu được bữa gió tốt mà phải không? Coi như là đang bay vô lượng. Ồ, nhìn Đà Nẵng ở dưới đẹp quá ha. Tuyệt vời quá. Là đang bay vô lượng. Ồ, nhìn Đà Nẵng ở dưới đẹp quá ha. Tuyệt vời quá. Phải nói là cái môn này đúng là môn đam mê thiệt chứ mình ha. Môn đam mê quá đã luôn. Phải nói là cái môn này đúng là môn đam mê thiệt chứ mình ha. Đam mê quá đã luôn. Là muốn giảm độ cao là mình phải giảm chắc chứ đâu có giảm liền xuống được phải không? Là muốn giảm độ cao là mình phải giảm chắc chứ đâu có giảm liền xuống được phải không? Cái bóng của cái dù ở dưới.
Tức là đứng lên hả? Ok, quá hay. Rồi, chuẩn bị ra chân đi. Ra chân. Ok, quá hay. Rồi, hạ cánh an toàn. Rồi, ok, từ từ nha. Rồi, quá đã luôn. Nói chung là tiếp đất tuyệt vời. Đó là pha tiếp đất gió tương đối nhẹ. Tiếp đất ổn định. Ổn định. Đất mà gió nó to thì nó hơi lâu. Quá đã. Chỗ này còn quay được không? Rồi giờ là bây giờ mới thu gọn chiến trường đó hả? Thu dù. Rồi anh em đi. Ý rớt cái gì vậy? Nó có lỗi gì nè. Quá đã luôn, nói chung là tiếp đất tuyệt vời. Đó là pha tiếp đất gió tương đối nhẹ. Tiếp đất ổn định. Ổn định. Đất mà gió nó to thì nó hơi lâu. Quá đã ha. Có lúc mà anh bay ra còn mây không? Không, mây tiếc quá. Hồi em sáng bay có mây đẹp hả? Có mây đẹp ghê. Lúc em bay giờ là mây đầy luôn. Anh bay anh chậm chưa? Giờ anh có quay phim cái đoạn em bay không? Không mà anh bạn anh quay, anh đưa cái máy điện thoại cho anh bạn anh hồi nãy đứng ở trên đó, bây giờ anh lát nữa anh cầm điện thoại xuống nha. Anh lên nữa đúng không? Ví dụ tiếp đất. Lần trước á, anh bay là anh bị rớt. Đâu có nhức không? Có cái phim bị rớt mới vui. Rồi, cảm ơn bạn. Hứa là anh Sài Gòn. Hứa là mùa 2 phải ra bay chiếc nữa. Sáng này tại vì lên quay. Mấy bữa nay là đẹp với anh, mấy bữa trước. Không, bữa nay tuyệt vời. Tuần trước anh này. Cảm giác bay lên quá đã luôn. Chiều đúng không? Quá chiều. Bay landing. Quá đẹp luôn. Hạ cánh quá đẹp. Xuống rất đẹp. Xuống phải nói là landing tuyệt vời luôn. Mia nó cứ bảo anh này xuống đến nơi rồi không chịu xuống. À, hồi nãy mình cũng ở trên trời giống vậy đó. Ồ, quay vòng vòng luôn, đã quá ha. Wow, hay quá. Tuyệt vời luôn á. Bắt đầu hạ độ cao rồi, anh em đang hạ xuống rồi. Quá đẹp. Tuyệt vời.